Sáng 16 tháng 12, như thường lệ, anh Nguyễn Văn Tiến, 32 tuổi, quê An Giang, công nhân vệ sinh cùng 3 đồng nghiệp đi gom rác khu vực khu dân cư Thuận Giao. Đến hơn 12 giờ trưa cùng ngày, xe rác của anh Tiến đi vào đường Thuận Giao 09. Những thùng rác nằm gần khách sạn X, trên đường luôn đầy nên các anh làm việc khá vất vả. Chậm rãi chút rác vào xe, anh Tiến phát hiện một ba lô màu đen còn khá mới, lẫn trong rác rến. Anh xách lên thì thấy nặng nặng. Tò mò, anh Tiến mở ba lô ra xem. Bên trong ba lô có một bọc ni lông màu đen cột kín. Người công nhân gom rác linh tính có điều gì đó không lành nên xé bịch ni lông ra xem. Anh xém té ngửa khi bên trong bọc là một cái đầu người đã bị hủy dung mạo, dính đầy máu. Chưa hết bàng hoàng thì anh phát hiện bên cạnh cái đầu người có một bọc ni lông nhỏ chứa một lá phổi nghi là của người. Tôi gần như đứng tim khi phát hiện ra hai bộ phận của con người. Tôi tưởng những chuyện như vậy chỉ có trong phim, ai ngờ mình lại gặp ngoài đời. Tôi như người mất hồn, đến giờ vẫn rất hoảng loạn và lo sợ. Tối qua tôi không thể nào ngủ được, cứ nhắm mắt lại là hình ảnh cái đầu và lá phổi lại hiện ra. Nếu như đây là vụ án mạng thì hung thủ thật dã man và tàn độc. Anh Tiến kể lại với phóng viên báo Công an TP.HCM vào sáng nay. Sau một phút đứng hình, anh Tiến hoảng hốt chi hô và nhờ những người xung quanh trình báo công an. Người dân xung quanh khu vực cũng bàng hoàng không kém. Những ngày qua, khu vực này không có biến động gì, người dân vẫn sống yên bình, không có ai cãi vã đánh nhau. Nạn nhân có lẽ không phải là người ở đây. Anh Phạm Minh Tiến, người dân sống ở khu phố Bình Thuận 2 cho biết. Xung quanh vị trí phát hiện chiếc ba lô chứa đầu người có nhiều dãy phòng trọ của các công nhân xa xứ. Khu vực này cuộc sống khá tấp nập, người qua lại rất đông, đường ít khi vắng người. Sau khi nhận được thông tin, Công an thị xã Thuận An và Công an tỉnh Bình Dương nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành phong tỏa khu vực. Công tác khám nghiệm, thu thập chứng cứ, ghi lời khai của các nhân chứng để phục vụ công tác điều tra vụ việc. Chỉ trong buổi chiều và tối 16 tháng 12, các trinh sát, điều tra viên đã tiến hành rà soát hơn 5.000 phòng trọ trên địa bàn phường Thuận Giao để nắm bắt thông tin, truy tìm tung tích nạn nhân cũng như khoanh vùng các đối tượng khả nghi. Tối cùng ngày, chính quyền địa phương cũng tổ chức phát loa di động trên các tuyến đường khu vực phường Thuận Giao về thông tin vụ việc, đặc điểm của nạn nhân nhằm phát động người dân cung cấp thông tin tố giác tội phạm. Trao đổi với báo chí, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đây là vụ việc nghiêm trọng, gây hoang mang dư luận nên Công an sẽ nỗ lực khẩn trương làm rõ. Công an cũng đã phát thông báo rộng rãi để truy tìm tung tích nạn nhân. Người dân nếu ai biết thông tin về danh tính nạn nhân hoặc gia đình nào có người thân mất tích thì liên hệ trình báo công an. Qua công tác khám nghiệm hiện trường, một cán bộ điều tra cho biết, phần đầu được cho là của một người đàn ông khoảng 40 tuổi, bên cạnh có một lá phổi còn khá tươi. Miệng nạn nhân bị một vết thương khá lớn, đây có thể là một vụ án mạng chặt xác phi tang. Tính đến thời điểm phát hiện ra đầu và phổi, nạn nhân có thể chết khoảng 12 giờ trước. Việc xác minh được danh tính nạn nhân sẽ là căn cứ và chìa khóa đầu tiên cho cơ quan điều tra làm rõ sự việc. Nhiều giả thuyết được đặt ra về vụ việc kinh hoàng này, một điều tra viên lâu năm nhận định. Khả năng đây là một vụ án giết người có tính toán. Hung thủ sau khi giết nạn nhân đã phân thi thể ra rồi đem từng bộ phận cơ thể đi vứt nhiều nơi để phi tang. Việc này nhằm gây khó cho cơ quan điều tra trong việc xác định danh tính, tung tích nạn nhân. Không loại trừ khả năng hung thủ gây án nơi khác rồi đem thi thể tới đây vứt. Do gương mặt đã bị chém rất nhiều đường nên không thể nhận diện được, nên tổ cơ quan điều tra đã vá lại khuôn mặt và phác họa lại chân dung gương mặt của nạn nhân và bắt đầu tìm kiếm. Trong khi đó, người nhà của nạn nhân cũng không liên lạc được, nên khi nhìn tấm hình mà công an phác thảo thì đã đoán đây là người nhà của mình, nên đã đến cơ quan công an để trình báo. Ngay sau đó đã xác nhận được anh này tên là Trần Thanh Tú, 37 tuổi, sống ở Bình Dương. Người dân trong khu Anh Tú ở trọ tại phường Thuận Giao cho biết, tối 15 tháng 12, họ có nghe tiếng cãi vã, đánh nhau giữa anh Tú và vợ là Hàng Thị Hồng Diễm, 32 tuổi, quê Hậu Giang. Đến 23 giờ ngày 17 tháng 12, công an tiếp tục phát hiện một số phần thi thể như là dùi, chân tay trong thùng rác trước khu trọ của anh Tú. Khi công an kiểm tra phòng trọ, Diễm cố tỏ ra bình tĩnh, hòng che đậy tội lỗi. Tuy nhiên, công an phát hiện một ít vết máu bắn lên vật dụng trong phòng trọ. Diễm bị mời về trụ sở công an làm việc. Ban đầu người vợ này chối tội. Đến 1 giờ ngày 18 tháng 12, Diễm mới thừa nhận mình sát hại chồng. Diễm khai đêm 15 tháng 12, sau khi đi nhậu về, anh Tú đánh, đe dọa giết vợ. Trong lúc đánh vợ, anh Tú dùng dao bầu chém, nhưng Diễm né và giật được dao, chém lại trúng cổ chồng. Diễm khai, sau khi bị chém, anh Tú vật ngã xuống nền nhà, dùng chân đạp vào người tôi và nói,
tao mà chết thì thôi, nếu tao còn sống thì mày cũng chết. Nghe vậy, Diễm tiếp tục chém nhiều nhát đến khi chồng nằm im thì dừng lại. Sau đó, Diễm dùng con dao cắt xác nạn nhân thành nhiều phần, cho vào bịch ni lông rồi sáng hôm sau đem bỏ ở nhiều nơi. Anh Huỳnh Trung Tính ở chung khu trọ với nạn nhân cho biết, trước lúc chết, anh Tú có van xin vợ tha mạng. Tính kể, khoảng 23 giờ ngày 15 tháng 12, vợ chồng anh nghe tiếng động mạnh ở phòng anh Tú. Khoảng 15 phút sau, tôi đi ngang qua phòng thì nghe anh Tú thều thào. Trời ơi, xin đừng giết tôi. Nghĩ là anh Tú say nói nhảm nên anh Tính đi thẳng về phòng ngủ. Ngày 29 tháng 12 năm 2017, Thượng tá Nguyễn Xuân Hậu, Phó Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa ký quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hằng Thị Hồng Diễm. Trước đó, một số luật sư cho rằng thay vì khởi tố nghi can tội giết người thì khung hình phạt cao nhất là tử hình. Cơ quan điều tra có thể xem xét khởi tố Diễm về tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, tối đa 2 năm tù. Lý do Diễm khai giết chồng trong hoàn cảnh phòng vệ. Trung tá Hồ Hoàng Thanh, Phó Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương, người trực tiếp điều tra, phá vụ án này, thông tin. Dù Diễm khai bị chồng tấn công, dọa giết trước, nhưng cơ quan điều tra vẫn xác định cần khởi tố Diễm tội giết người. Diễm chém vào vùng cổ chồng đến hơn 10 nhát, khi nạn nhân chết còn phân xác. Điều đó cho thấy Diễm thể hiện hành vi ý chí giết người tới cùng chứ không phải phòng vệ. Sáng ngày 23 tháng 8 năm 2018, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Hoàng Thị Hồng Diễm, 33 tuổi, ngụ Hậu Giang về tội giết người. Nạn nhân trong vụ án mạng là Trần Thanh Tú, 37 tuổi, quê Sóc Trăng, chồng bị cáo. Thực hiện kế hoạch của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao về tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm toàn quốc năm 2018, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương phối hợp với Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương chọn vụ án Hoàng Thị Hồng Diễm phạm tội giết người đưa ra xét xử công khai tại Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương. Đây là vụ án được vụ 7 Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phối hợp với Truyền hình Kiểm sát Nhân dân chọn để dựng phim phiên tòa xét xử và rút kinh nghiệm toàn quốc. Ngoài ra, những hình ảnh từ phiên tòa được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu của Viện Kiểm sát Nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh Bình Dương. Phiên tòa diễn ra dưới sự điều hành của thẩm phán chủ tọa phiên tòa Lê Quân Vương, các kiểm sát viên Trịnh Thế Minh và Trương Xuân Văn, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa. Theo bị cáo khai tại tòa, bị cáo và nạn nhân là Trần Thanh Tú, 37 tuổi, quê Sóc Trăng, lấy nhau từ năm 2002, không đăng ký kết hôn và có hai con chung. Thời gian đầu, vợ chồng hạnh phúc, nhưng cách đây khoảng 4 năm thì gia đình bắt đầu có những mâu thuẫn. Tú thường xuyên đi đêm và còn cặp bồ với những cô gái khác, đánh đập vợ. Vào đêm 15 tháng 12 năm 2017, Tú đi nhậu về thì vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, sau đó thì dẫn đến án mạng. Sau khi giết chồng, bị cáo phân xác rồi cho vào túi, mang đi vứt ở nhiều nơi nhằm phi tang. Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ cũng như qua buổi xét xử sơ thẩm, hội đồng xét xử đã ra quyết định tuyên phạt bị cáo Hằng Thị Hồng Diễm với mức án chung thân.